Những diễn biến của dịch Covid-19 trong năm 2020 đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân. Xu hướng mua sắm online không tiếp xúc diễn ra nhiều hơn, và điều này đã tác động lớn để thay đổi phương thức kinh doanh của các tiểu thương. Giờ đây, các tiểu thương chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh đang hào hứng dọn hàng lên mạng để đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tiểu thương ở một số chợ như Tân Định, quận 1, Bến Thành, quận 1, chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, chợ Hòa Bình, quận 5, ngoài sập hàng trực tiếp tại chợ, họ đã bắt đầu đưa các mặt hàng của mình lên các ứng dụng như Baemin, GoFood, NowFood. Ngoài ra, những kênh bán lẻ mới trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram cũng được tiểu thương hướng đến. Mình thấy nó cũng có lợi cho mình, nó cũng có lợi hai ba bên nữa. Mấy em chạy xe cũng chạy được, mà mình thì cũng bán được thêm vài ly. Và tiền lợi hồi kia là không có mấy em đi giao, thì một lần khách đặt là anh phải đi giao, rồi không kịp là chị phải kêu xe ôm đi giao. Bây giờ có từ mấy đứa này đi rồi thì chị chỉ giao cho bên đó thôi. Sau dịch Covid-19, các chợ truyền thống gặp nhiều khó khăn, chuyển lên kênh online giúp tiểu thương tiếp cận được nhiều khách hơn. Người tiêu dùng cũng thuận tiện hơn. Vì thế, không khó để có thể tìm mua chè Cô Vân, chợ Tân Định, gọi cuốn, sức của hạnh, chợ Tân Định trên các ứng dụng Baemin, GoFood, NowFood. Theo các tiểu thương, việc kinh doanh trên các ứng dụng hiện đại, mạng xã hội đã giúp cho việc bán hàng trở nên thuận tiện hơn, doanh thu cũng tăng cao hơn. Họ mong muốn việc kinh doanh duy trì và phát triển hơn trên mạng.